mặc dù chưa được chủ đầu tư công bố ra thị trường, chưa có giá bán chính thức. Nhưng thời gian qua, dự án Stella Atropic tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh được nhiều khán giả quan tâm và đề xuất review. Vậy dự án này có những gì nổi bật mà khiến cho nhiều người quan tâm đến vậy? Trong chủ đề ngày tìm hiểu thực tế dự án Stella Atropic này như thế nào và để xem dự án này có đáng để xuống tiền hay không quý vị nhé. Theo tìm hiểu thì hiện tại dự án Stella Atropic vẫn chưa được chủ đầu tư công bố ra thị trường nên những thông tin về dự án này là rất ít. Dựa vào vị trí đã xác định, chúng tôi di chuyển mất khoảng 30 phút từ trung tâm thành phố đến khu vực dự án. Tuyến đường ngắn nhất từ trung tâm thành phố đến dự án là đi đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây là cửa ngõ giao thông chính phía tây của thành phố nên việc di chuyển rất thông thoáng và dễ dàng, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay kẹt xe. Dự án Stella Atropic tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt nên chúng tôi không khó để tìm thấy. Tháng 6 thì hiện dự án Stella Atropic được rào chắn bằng tôn khá kỹ lưỡng. Trên hàng rào này có những tấm pano giới thiệu phối cảnh của dự án rất hoành tráng. Ngoài phối cảnh dự án Stella Atropic thì chủ đầu tư còn để hình phối cảnh một số dự án khác mà công ty này đang triển khai. Còn tại khu vực cổng chính của dự án thì đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Tại vị trí này chỉ có thông tin của chủ đầu tư, ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào của đơn vị phát triển hay là đơn vị thi công. Theo quan sát thì phần lớn khu đất triển khai dự án đã được san lấp mặt bằng, chỉ có một số vị trí là chưa san lấp. Theo đó, khu vực chưa san lấp này hiện là một hồ sen rộng lớn kéo dài hơn 100 mét. Hiện bên trong dự án chủ đầu tư đang cho xây dựng nhà điều hành. Theo tìm hiểu thì nhà điều hành này được khởi công vào đầu năm 2021 và hiện thì khu nhà này đang trong quá trình hoàn thiện. Ngoài khu nhà trên thì tại các vị trí khác của dự án hiện chỉ là đất trống, chưa có bất kỳ hoạt động xây dựng nào. Theo những thông tin ít ỏi trên các phương tiện truyền thông thì thiết kế dự án này gồm 5 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 1.200 căn hộ có diện tích trung bình từ 49 đến 83 m2, được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Xét về tiện ích thì bên trong dự án được tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi tràn bờ, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, phòng tập gym, spa. Nhìn chung các tiện ích này không có gì nổi trội vì đều là những tiện ích cơ bản mà hầu như các dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh đều có. Qua ghi nhận thực tế cho thấy dự án Stella Atropic có lợi thế là sở hữu hơn 240m mặt tiền đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Bên cạnh đó, bao quanh dự án này hiện chủ yếu là các căn nhà thấp tầng và có rất ít dự án chung cư cao tầng nằm gần dự án này. Chính những yếu tố trên sẽ giúp cho các căn hộ tại dự án Stella Atropic có tầm view rộng và thoải mái hơn. Tuy nhiên, với việc nằm ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt nơi có lưu lượng xe qua lại đông đúc nên việc cư dân sống chung với tiếng ồn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bù lại, cư dân của dự án dễ dàng di chuyển tới những quận trung tâm nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương. Cụ thể, từ dự án cách Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân khoảng 2,7 km, cách trung tâm quận 1 khoảng 11 km. Bên cạnh đó, trong bán kính 3 km, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích ngoài khu như bệnh viện, siêu thị, chợ, trường học các cấp, bến xe miền Tây. Theo tìm hiểu thì hiện tại dự án Stella Atropic vẫn chưa được chủ đầu tư công bố ra thị trường nên dự án này vẫn chưa có giá bán chính thức. Nhưng theo thông tin tham khảo trên thị trường thì dự án này hiện có giá bán dự kiến từ 40 triệu đồng trong 1m2. Mức giá này được xem là cao hơn hẳn so với các dự án khác nằm dọc đại lộ Phan Kiệt. Cụ thể như dự án Akari City có mức giá từ 38 triệu đồng 1m2. Dự án Diamond Riverside đang có mức giá giao dịch từ 34 triệu đồng cho 1m2, hay dự án Citygate Tower có giá bán từ 30 triệu đồng cho 1m2. Với giá bán trên, thì theo bạn, dự án Stella Atropic có cạnh tranh lại được với các dự án khác trong cùng khu vực? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của chúng tôi nha! Theo tìm hiểu, thì dự án Stella Atropic có tên pháp lý là khu nhà ở và thương mại dịch vụ Stella 79 do công ty cổ phần tập đoàn Kita Group làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, thì công ty này được thành lập vào năm 2014 và hiện có trụ sở chính tại quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống, nhưng đến năm 2018, chuyển hướng sang mảng kinh doanh bất động sản với các sản phẩm mang thương hiệu Stella như là Stella 927 tại quận 5, Stella 1595 và Stella Riverside tại quận 7.
Các dự án mà Kita Group triển khai hầu hết được công ty này sở hữu thông qua việc mua lại tài sản bán đấu giá từ các ngân hàng. Điển hình như Kita Group mua lại khu đất rộng hơn 60 hectare tại phường Bình Thủy thuộc thành phố Cần Thơ với mức giá khởi điểm là 3.424 tỷ đồng trên Sacombank, sau đó phát triển thành dự án Stella Mega City. Được biết khu đất này trước kia là dự án khu dân cư Ngân Thuận do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngân Thuận làm chủ đầu tư. Tương tự thì Kita Group cũng trúng đấu giá khu đất dự án Stella 927 Trần Trà tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây khu đất này là dự án Fico Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tân Bách Việt làm chủ đầu tư. Bạn đánh giá như thế nào về chủ đầu tư này? Hãy để lại bình luận dưới phần video nha. Với những thông tin vừa cung cấp thì theo bạn, việc lựa chọn đầu tư vào dự án Stella Entropic có đảm bảo khả năng sinh lời cũng như nhu cầu về an cư hay không? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ.